Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của Nidufi. Đây là video cung cấp thông tin chi tiết One Piece chapter 1103. Vậy là đoạn hồi tưởng về Kuma cũng đã khép lại ở chapter 1102 trước đó. Để trong chapter mới nhất này, mọi diễn biến lại quay trở về với thất bại tàn khốc ở SH. Nobel Murum và những người bạn đang phải đối mặt với Ngũ Tinh Thánh Sultan, một con quái vật thật sự theo đúng nghi đàn. Liệu câu chuyện sẽ đi về đâu đây? Ok, không để các bạn đợi chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống ăn miếng bánh uống chén trà và tìm hiểu thông tin chi tiết One Piece chapter 1103 mới nhất siêu dẫn này. Theo đó thì tiêu đề chapter 1103 này là con xin lỗi bố. Đây là lời xin lỗi của Bonnie với Kumai khi tưởng tượng về Nika của cô bé đang dần bị mờ nhạt. Còn trang bị chapter này là hình ảnh Mamoru và Yamato đang cưỡi trên con rồng hồng Momonosuke. Họ mặc trang phục theo chủ đề rồng vì họ đang kỷ niệm năm con rồng năm 2024 sắp tới. Chapter bắt đầu bằng một sự nối tiếp hình ảnh Bonnie gục khóc bên cạnh nơi trước ký ức của người cha Kumai trước đó. Và sau một hồi lâu khóc thương nhớ thì Bonnie cũng đã lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi căn phòng Nikkyu. Đồng thời thì Bonnie cũng chuyển sang hình dạng thật, một đứa trẻ mới 12 tuổi. Rồi ông chậm lấy việc bằng, sau đó xin lỗi ông vì tất cả mọi chuyện. Vậy là con đã thấy được mọi thứ rồi à Bonnie? Vậy đó, bây giờ ta đã thất hứa với Kuma rồi. Việc bằng không người nhìn xuống buồn bã, và Bonnie thì cũng chỉ biết xin lỗi việc bằng. Sau đó thì cô bé tỏ ra ngạc nhiên khi nghe những lời tiếp theo của việc bằng. Kuma đã giao cho ta món quà sinh nhật lần thứ 10 của con, và đó chính là một chiếc vòng cổ được làm từ những viên đá Sapphire. Và Bonnie đã rất vui với món quà từ người cha Kuma này. Từ bố à, con rất vui, đó là một chiếc vòng cổ hình mặt trời, con sẽ trân trọng nó. Đó là một viên Sapphire rất đẹp. Đây thật sự là một món quà ý nghĩa mà Kuma dành tặng cho Bonnie, khi cả Kuma, Bonnie và người mẹ Kinney có liên quan tới những viên đá Sapphire theo một cách không thể buồn hơn. Và nếu bạn còn nhớ thì hình mặt trời trên viên đá Sapphire này cũng chính là biểu tượng trên cây thánh giá ở nhà thờ của Kuma tại Sobek. Sau đó thì Vệ Quang tiếp tục chuyển chủ đề sang Luffy Murum. Thì ra là vậy, cậu bé đó cũng mang ngoại hình đó, ám chỉ ngoại hình giống như Nika. Ai có thể tưởng tượng được chuyện như thế này lại xảy ra từ 2 năm trước cơ chứ? Sau đó Bonnie hỏi lại, Murum, cậu ấy là con của bạn thân của bố phải không? Ám chỉ việc Luffy là con trai của Dragon, bạn thân của Kuma. Và về các bạn đã xác nhận điều đó là đúng. Đúng vậy, ta đã rất ngạc nhiên khi hai đứa xuất hiện tại đây, đúng là số phận thật kỳ lạ. Sau đó thì về các bạn tiếp tục nói về những chuyện đã xảy ra trên đất khác này từ khi Bonnie bước vào căn phòng Nikkyu. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra ở đây, ngay trên đất khác này từ khi con bước vào căn phòng đó. Ta cũng vừa được Luffy Murum cùng với đồng đội của cậu ấy cứu. Ám chỉ việc về các bạn bị nhóm Rusty ám sát hụt. Ta sẽ cho con biết tất cả mọi thứ khi con đã bình tĩnh trở lại. Hãy tha thứ cho ta Bonnie, ta chỉ đơn giản là một nhà khoa học đi làm thuê mà thôi. Vệ quang buồn bã ngồi bệt xuống sàn nhà tâm sự với Bonnie về mọi thứ. Và sau khi xem được trọn vẹn ký ức của Kuma thì Bonnie cũng đã hiểu mọi chuyện, đã biết kẻ thù ác ở đây là ai, không phải Vệ quang mà chính là Thánh Sultan. Sau đó thì chapter chính thức quay trở lại hiện tại, với hình ảnh Bonnie đang bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay của Thánh Sultan. Với khung vuông tường thật là toàn thế giới ác khác hiện tại. Bắt đầu diễn biến với việc Thánh Sultan lên tiếng. Hashtag Siri Bonnie, Kuma cha của người đã chết. Trong khi đó thì tất cả mọi người bao gồm cả Sanji vẫn không thể nào cử động được do sức mạnh của Satan. Còn Luffy thì vẫn đang nằm vật vã trên sàn thoi thóp xin được tiếp tế đồ ăn. Thức ăn, ai đó làm ơn cho tôi xin thức ăn. Và bấn công năm Atlas nói rằng cô rất muốn giúp đỡ nhưng hiện tại cơ thể đã bị khống chế. Trong khi đó thì Hải quân cũng đã thành công khống chế vệ sĩ của Vệ Quân, Sentomaru. Chắc tôi chuyển cảnh tới những khu vực bên ngoài khác. Theo đó thì những người dân trên khắp nơi đang đọc báo xem tin tức về Luffy rồi bàn luận. Sau khi trở thành tử hoàng thì giờ cậu ấy là dính líu tới một sự cố con tin, ám chỉ việc liệu báo Morgan rêu rao trước đó là Luffy đã bắt Vegapunk làm con tin, khiêu chiến trực diện hải quân. Những người dân bắt đầu lo lắng cho Vegapunk khi nói rằng đây là một cuộc vây hãm có quy mô còn lớn hơn cả Ohara, tiến sĩ Vegapunk sẽ ổn chứ? Và chúng ta cũng đã được thấy Dragon Ivanko đưa ra nhận định của mình, đồng thời thì Dragon cũng đang định đi đâu đó. Điều gì sẽ xảy ra nếu như Kuma di chuyển với một phản ứng nhỏ? Cậu nghĩ Kuma sẽ đi đâu, Ivan? Và Ivanko đáp lại, nếu là tôi thì không cần phải thắc mắc, tôi sẽ đi thẳng tới thánh địa Merozoi, nhưng với Kuma thì sẽ khác, có lẽ. Với câu nói còn lấp lửng này thì rất rõ ràng, Dragon và Ivanko đã quá hiểu thằng em Kuma của mình sẽ hành động như thế nào trong tình cảnh này. Và điểm đến mà cả Dragon và Ivanko nghĩ tới lúc này, không đâu khác, đó chính là khác. Và thế thì phải chăng Dragon sẽ thật sự tới khác này như tôi đã từng nói trước đây? Thật sự tuyệt vời nếu điều này thật sự xảy ra. Chắc tôi chuyển tiếp tới những diễn biến xoay quanh Bonnie với Satan. Theo đó thì Bonnie nói rằng, nếu Satan muốn giết mình thì sẽ cùng kéo Satan đi chết chung. Sau đó sử dụng một đòn tấn công tên là Nika Mitena Mirai, tương lai giống Nika, để tấn công Satan, nhưng đòn tấn công đó không có tác dụng, thậm chí Bonnie đột nhiên bị yếu đi. Satan tỏ ra bất ngờ vì Bonnie lại nhắc tới Nika, sau đó thì liền hiểu ra lý do vì sao. Bởi vì Bonnie là con gái của Kuma nên sẽ biết về Nika. Nhưng cái Bonnie biết cũng chỉ là cái tên và năng lực cao su, chứ không hề biết chi tiết mối liên hệ giữa Nika với hình dạng màu trắng của Luffy. Điều đó thật sự thú vị. Đồng thời thì sau đó Satan cũng đã liếc nhìn xuống Luffy, bất ngờ nhận ra có ai đó đã lén đưa đồ ăn cho Luffy, nên đã liền ra lệnh cho hải quân đeo còng đá biển cho Luffy ngay lập tức. Và ai đã cho Luffy ăn đây? Cái đằng cao chính là thanh niên lươn lẹo lưỡi dài, Karibo tóc ướt. Còn vì sao tôi nói như vậy thì tôi sẽ nói chi tiết trong video phân tích chapter. Quay trở lại với Bonnie,
Theo đó thì cô bé đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì năng lực thao túng tuổi tác Toshitoshi no Mi của mình lại không có tác dụng với Thánh Satan. Năng lực thao túng tuổi tác không có tác dụng với lão già này, tại sao? Và Satan cũng đang rất rảnh nên sẵn tiện tiết lộ giải thích luôn cho Bonnie vì sao cô bé lại có lại sức mạnh này. Theo đó thì không phải Bonnie đã vô tình ăn được lúc ở Sobet mà chính Satan đã trao nó cho Bonnie. Cụ thể thì trong quá khứ, Satan đã tiến hành thí nghiệm để cung cấp cho con người sức mạnh trái quỷ thông qua chiết xuất thuốc, tức là không cần ăn trái quỷ thật mà vẫn có được năng lực sức mạnh của trái quỷ đó. Và nó phần nào tương đồng với việc các Seraphim do Vẹt Băng chế tạo không ăn trái quỷ nhưng vẫn có năng lực trái quỷ. Theo đó thì Thánh Satan nói rằng Bonnie là một thành công nhưng nó không cần thiết, đồng thời tiết lộ chi tiết năng lực sức mạnh của trái quỷ Toshitoshi. Cụ thể thì năng lực đó cho phép Bonnie chuyển hóa thành các loại tương lai khác nhau, nhưng một khi người dùng càng hiểu về những thực tại thì tương lai có thể tưởng tượng ra sẽ bị dần thu hẹp lại. Ngươi có muốn tin vào Nika phải không? Satan hỏi tiếp Bonnie rồi tiết lộ vì sao Bonnie lại có được năng lực Toshitoshi. Đó là vì trong quá khứ, sau khi bị bắt rồi trở thành vợ thứ 8 của một tên thiên long nhân, Ginny bị biến thành vật thí nghiệm. Khi Satan bắt Ginny uống thuốc, và thí nghiệm đó đã thất bại khi Ginny mắc phải căn bệnh vảy Saphir do tác dụng phụ của thuốc. Dù vậy thì có một điều mà Satan cũng không ngờ tới, đó là căn bệnh vảy Saphir cũng như sức mạnh của trái quỷ Toshitoshi đã di truyền từ mẹ sang con, từ Ginny di truyền sang Bonnie. Nó khiến cho Bonnie ngạc nhiên. Cái gì? Mọi thứ đều là do ngươi gây ra? Còn Hải Quân thì cũng cảnh báo là có một cái đó đang rơi xuống, và cái đó chính là Kuma. Kuma đã xuất hiện tại khách này sau khi chạy trốn khỏi Akenu ở Merizoi. Quay trở lại câu chuyện của Bonnie. Sau khi nghe xong Thánh Satan tiết lộ mọi chuyện thì Bonnie đã trở nên vô cùng tuyệt vọng. Còn Vệ Quang thì thật sự nổi điên quát thẳng mặt Satan mà không có một chút kiên sợ. Đó là thí nghiệm của ngươi, Satan. Gia đình Kuma đang phải gánh chịu căn bệnh Saphir đó. Đó là lý do vì sao Kuma phải hy sinh mạng sống của mình. Tại sao ngươi lại đưa ra một thỏa thuận như vậy nếu thật sự muốn giúp đỡ cậu ta? Và tất nhiên là Thánh Satan nào có tốt thế vậy, muốn cứu giúp gia đình Kuma. Khi con người đối với Thánh Satan thì cũng chỉ như sâu bọ. Cái vấn đề để Satan làm như vậy chỉ đơn giản là vì muốn giày vò, hành hạ một cách nhẫn tâm nhất với Kuma, một tộc nhân bất cần mà thôi. Khi sau đó thì chính miệng của Satan đã nói rằng: "Này, sao ngươi không thử nhìn mọi thứ ở góc độ của ta? Ngươi muốn ta hiểu cảm giác của sâu bọ à? Đó là điều không thể nào." Về cơ bản thì Satan quá dã man, cay thật sự, vậy nên không có lý do gì để không bị Nika đấm cho bầm tím mát ở SH này. Ngay sau đó thì chúng tôi chuyển tiếp tới hình ảnh của Kuma vẫn còn đang khuỵu gối khi vừa tiếp đất. Lính Hải quân ngạc nhiên khi nghĩ rằng đó là một Pacific Tan, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không phải, bởi vì chẳng có Pacific Tan nào lại có một cái điểm thịt ở lòng bàn tay cả. Sau khi nhận ra đó chính là Kuma thì Hải quân đã liền thông báo tình hình cho nhóm chiến hạm đang bao vây hòn đảo. Thông báo trên bãi biển phía tây nam của SH này, cựu thất vũ hải Bartholomew Kuma đã xuất hiện. Hắn ta đang chuẩn bị tiếp cận trung tâm hòn đảo. Con chip tâm quyền không còn hoạt động, chúng ta không thể nào ngăn cản hắn ta. Với điều này thì khả năng rất cao là Limber đã thành công phá khóa, giải quyết được con chip tâm quyền đã cấy vào người Kuma trước đó. Nếu vậy thì cơ chế tự hủy mà Satan ép Vegabang cấy vào người Kuma trước đó thì sao đây? Rất tò mò. Và sự xuất hiện bất thình lình của Kuma tại khắc này cũng đã khiến cho Satan ngạc nhiên khi đặt một loạt các câu hỏi. Sự xáo trộn ngu ngốc này là cái gì? Không thể nào, tại sao Kuma lại đến được đây? Chẳng hắn ta lại, bắn hắn ta. Và hãy cũng được lệnh là bắn tạc ra, bắn cho tới khi nào hết đạn thì thôi. Kuma dính phải một vài viên đạn, nhưng nó cũng chẳng thể nào cản được bước chân muốn cứu con gái của Kuma. Trong khi đó thì Bonnie cũng không thể nào nói được, nhưng suy nghĩ lại hệt như những gì mà Kuma đã từng nói với người cha Clark trong quá khứ. Thật sự đau lòng. Con nghĩ sẽ tốt hơn nếu như con chết, con xin lỗi bố. Con xin lỗi bố, với tất cả những gì mà khó khăn gian truân mà bố đã trải qua trong cuộc đời này, bố đã ban cho con, bố ơi. Còn Kuma thì cũng liên tục bị ăn đạn pháo, có lúc thì bị té ngã nhưng lại đứng lên chạy tiếp. Cả cuộc đời Kuma là những bước chạy, từ khi sinh ra là chạy để sinh tồn, và giờ Kuma lại tiếp tục chạy, chạy hết tốc lực để giải cứu con gái của mình. Kuma phản công bằng cách hạ gục những lính Hải quân đang tấn công mình. Và ngay khi Satan định giết chết Bonnie bằng một cú đâm, thì Kuma đã dùng năng lực Nikyu Nikyu kịp thời xuất hiện, lấy thân mình làm khiên chắn, chặn cú đâm trực diện từ Thánh Satan. Và cũng góc máy này, những 2 năm trước ở Marineford thì đã không có một điều kỳ diệu nào xảy ra khi Hỏa Quyền A hoàn toàn gục ngã trước cú đấm dung nham của Akenu khi cố gắng chặn đòn cho thằng em Luffy. Nhưng ở hiện tại thì khác. Tình yêu thương con gái vô bờ bến kết hợp với thể chất của trung tộc Buccaneer cộng với cơ thể đã được cường hóa bằng kim loại của Vegapunk giúp cho Kuma trụ vững trước tử thần thực tử Satan, thành công bảo vệ Bonnie khi ôm trọn cô bé vào lòng. Không những vậy thì, sau khi đặt Bonnie xuống, tay trái của Kuma đã nắm lấy móng vuốt của Satan, rút ra, cắn răng chịu đau, hít một hơi thật sâu, vận hết sức bình sinh, rồi đầy phẫn nộ tung ra một cú đấm đáp trả. Nó khiến cho bản thân Satan cũng phải trố mắt kinh ngạc, mồ hôi tuôn rơi. Và thú vị là có vẻ như cú đấm của Kuma cũng được bút Haki vũ trang. Dù sao thì chapter này thật sự hay, thật sự hấp dẫn. Và tôi sẽ có rất nhiều điều để nói trong video phân tích chapter. Còn giờ thì hy vọng anh em thích video này và đừng quên like, đăng ký kênh, bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn.